Con xin bác mà, con không thể nào sống thiếu thằng nhỏ nữa bác ơi. Con xin bác mà. Con đi xin đi. Thề với bác, con xin thề với bác là từ nay con sẽ rời xa anh Ân, con sẽ đi thật xa. Anh Ân sẽ không bao giờ gặp lại con đâu bác ơi. Con chỉ xin bác, xin bác trả lại đứa con cho con. Con không thể nào sống thiếu nó được đâu bác ơi. Con xin bác, con xin bác hãy thương con. Con xin bác. Để gian xin vô ích thôi. Tôi đã quyết định rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi bác ơi. Thà em lên đi làm cái gì vậy? Sao không ở dưới ghe trong trường con đi? Con em, anh nói với má, trả lại con cho em. Em sẽ đi thật xa, em sẽ không làm phiền gia đình anh nữa. Em xin anh mà giúp em đi anh ơi. Trả con lại cho em đi. Chị ơi, em xin chị mà, em xin chị tha tội cho em. Em biết tội của em lớn lắm, nhưng mà em xin chị, em không thể nào xa con của em được. Chị ơi, xin chị ra đứa nhỏ lại cho em. Em xin chị, em lại chị. Em hứa với chị là từ nay em sẽ không gặp anh Ân nữa. Em không gặp anh ấy nữa đâu. Em xin chị mà. Em xin. Tại sao má có thể làm chuyện nhẫn tâm như vậy được? Tại sao má có thể chia rẽ má con người ta? Má ơi, con xin má, hãy trả thằng nhỏ lại chỗ cổ đi má. Con xin má mà. Vì ai trả con cho con Hiền đây? Ai trả cho nó hả? Trời ơi là trời, ai trả công bằng cho con dâu tôi đây? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi.